Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ vẽ con sứa nha. Bây giờ mình sẽ vẽ hình bán nguyệt nè. Đó, xong rồi mình sẽ vẽ đường lượn sóng với lại mấy cái đường lượn sóng đó phải chồng lên nhau nha. Bây giờ mình sẽ vẽ mặt thư giãn nha. Xong rồi. Tạm biệt các bạn nha.